了你。Luật giang hồ em chơi bằng mã tấu. Chém bay đầu con nào nói yêu ăn. All of the things I do. Oh, he's such a dick. Why is he so cute? Very beep beep. Do you think he's feeling that? Ba mày làm nghề gì? Ba tao là huấn luyện viên thể hình. Vô lý. Huấn luyện viên thể hình sao tướng mày có chút ác vậy? Mày nói chuyện mới vô lý á. Cái đó là công việc của ba tao, đâu phải công việc của tao đâu. Đúng rồi. Cũng hợp lý hả? Ok, so I'm imagine good job mày luôn. Mà sao ở nhà không ở, mày ra đây ở chung với tụi tao chi cực kìa. Đúng rồi. Tao thấy ở với tụi bay vui hơn. Chứ ở nhà toàn bị bắt đi đỡ tạ giùm người ta. Với lại ba tao muốn tao phải nối nghiệp gia đình, muốn tao trở thành một huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp. Mày nhấn cái chữ ác quá, tao mắc cười tao chịu không được. Chuyên nghiệp luôn à. Tao thấy ba mày hướng đi cho mày đúng á. Ừ, tao biết mà. Tao dư sức có cái khả năng đó. Nhưng mà tại vì tao không có đam mê với cái việc đó, hiểu không? Đúng rồi, đúng rồi. Mày đừng nên đam mê với cái việc nâng tạ. Bởi vì người ta sẽ đi bệnh viện nhiều lắm. Listen to me now. Listen to me now. Five more hours, we just get the started. Five more hours, we just get the started. Zenitsu, mira esto. Es un sombrero con orejas que se mueven. ¿Ah? ¡Ja, ja, 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 ja!